Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh đang có tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Ngày hôm nay Biển Xanh ở đây để tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới để mình có thể đầu tư sinh lời cũng như là an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Những quý anh chị nào mình đang nghỉ dịch ở nhà thì cũng có thể là xem qua online là chúng ta đã có thể biết được chính xác vị trí bất động sản mình cần tham khảo ở vị trí như thế nào, nó đường xá rồi vị trí ra sao, là quý anh chị có thể xem qua video là đã thấy được hết rồi quý anh chị nhé. Và từ đây chúng ta chạy thẳng ra ngay con đường kênh KT11, kênh du lịch sông Trăng, chỉ có 70m thôi quý anh chị. Trước mặt quý anh chị là một ngã tư đường trục TC5, mình quẹo tay phải đi 50m là vào công viên 7 kỳ quan thế giới. Và vị trí của chúng ta ngày hôm nay là một lô đất hướng đông, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Vị trí của chúng ta là từ cái cây này mình đo sang bên tay phải Biển Xanh là 4m, chạy sâu xuống phía sau là 20, tổng diện tích trên sổ là 80m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài vĩnh viễn và giá chỉ có 1.080.000.000 giá chốt, bao toàn bộ chi phí sang tên. Dài 20 chúng ta xây lên nó dài bằng cái nhà đó đâu quý anh chị nhé. Trên cung đường này người ta đang xây rất là nhiều những căn nhà. Đây, hoặc là dài bằng cái căn này, dài hơn quý anh chị tại vì đây là một căn góc. Vị trí của chúng ta nó là ngang 4 và sâu là 20. Lô này nó có hướng đông cho nên rất là phù hợp cho những quý anh chị nào mà mua để an cư lập nghiệp, xây nhà để ở thì rất là mát, bởi vì hướng đông nó nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Và cái vị trí này thì nó nằm ngay bên cạnh là công viên 7 kỳ quan thế giới, một vị trí rất là hiếm sản phẩm quý anh chị nhé. Những cái vị trí xung quanh công viên 7 kỳ quan thế giới thì bây giờ rất là hiếm, không có người bán. Và cái lô này thì do anh chủ đang kẹt vốn trong mùa dịch này cho nên bán nhanh với giá là 1.080.000.000 cho diện tích 4x20. Vỉa hè rất là to quý anh chị nhé, vỉa hè là 2-3m và lòng đường ở đây là 6m. Cực kỳ là to cho cái vị trí này. Cho nên là với cái lô đất ngày hôm nay quý anh chị xem được video của Biển Xanh thì thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Ngang 4, dài 20-80m2, quý anh chị xây nhà rất là đẹp và đặc biệt lại nằm ở một vị trí gần công viên hướng đông, cái hướng cũng đã rất là đẹp rồi quý anh chị nhé. Chính vì thế quý anh chị đừng bỏ qua lô này, đây là một vị trí khá là đẹp để chúng ta sở hữu, đầu tư cũng như an cư lập nghiệp. Và Cát Tường Phú Sinh là một cái vị trí, một cái khu vực đáng sống, đáng sở hữu và đáng để đầu tư, bởi vì khu vực này không khí vô cùng là trong lành, quanh năm mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe và đặc biệt nhất chính là không ngập nước. Và ở khu vực này thì giá đất còn khá là mềm để chúng ta có thể sở hữu. Chỉ trên dưới 1 tỷ là quý anh chị mình đã sở hữu trong tay một vị trí bất động sản để dành, để đầu tư cũng như an cư lập nghiệp rồi quý anh chị nhé. Pháp lý sổ sách minh bạch rõ ràng, quý anh chị mua là không có phải lo lắng gì hết về vấn đề sổ sách. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Biển Xanh để sở hữu cái vị trí ngày hôm nay. Kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong nhiều clip mới nhất nhé.